Đại Bồ Tát ấy tự quán tất cả Pháp không có ngã, không có hữu tình, không có dòng sanh mạng, không có khả năng sanh khởi, không có sự dưỡng dục, không có sự trưởng thành, không có chủ thể luân hồi, không có ý sanh, không có nho đồng, không có khả năng làm việc, không có khả năng thọ quả báo, không có cái biết, không có cái thấy, cũng dạy người quán tất cả Pháp. Không có ngã cho đến không có cái thấy, do nhân duyên ấy thiện căn tăng trưởng, nếu đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì đó là điều không có đại bồ tát ấy tự quán tất cả pháp như huyễn hóa như chiêm bao như ảnh tượng như tiếng vang như bóng sáng như bóng nắng như trò ảo thuật như ảo thành tuy giống như có nhưng không có thật tánh cũng dạy người quán tất cả pháp như huyễn hóa cho đến như ảo thành tuy giống như có nhưng không có thật tánh cũng dạy người quán tất cả pháp như huyễn hóa cho đến như ảo thành tuy giống như có nhưng không có thật tướng do nhân duyên ấy thiện căn tăng trưởng nếu đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì đó là điều không có Bấy giờ, bốn chúng vây quanh khen ngợi bát nhã ba la mật đa, Đức Thế Tôn phó trúc cho Khánh hỉ, khiến thọ trì rồi, lại ở trước đại chúng tất cả thiên long, dược xoa, kiền đạt phược, a tố lạc, yết độ trà, khẩn nại lạc, mạc hô lạc giả, nhân phi nhân, vân vân hiện sức thần thông, làm cho đại chúng đều thấy bất động như lai ứng tránh đẳng giác, thanh văn, bổ tát, vây quanh sau trước, tuyên thuyết pháp màu, và thấy cõi Phật ấy, các tướng trang nghiêm, hàng thanh văn tăng đều là A-la-hán, các lậu đã hết, không còn phiền não, được chân tự tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, cũng như điều phục ngựa giữ, rồng lớn, đã làm việc cần làm, đã xong việc phải xong, bỏ các gánh nặng, đạt được tự lợi, sạch hết hữu kết thật biết giải thoát, đạt tâm tự tại, rốt giáo đẹp nhất. Các chúng đại Bồ Tát ấy, tất cả đều được mọi người ngưỡng vọng biết đến, đắc đà la ni, và biện tài vô ngại, thành tựu vô lượng công đức thủ thắng, Phật thâu thần lực. Khi ấy, đại chúng bỗng nhiên, không còn thấy bất động như lai, ứng tránh đẳng giác, thanh văn Bồ Tát, và đông đảo hội chúng cùng các tướng tra nghiêm của cõi Phật ấy. Đức Phật bất động, Bồ Tát thanh văn, cõi nước cha nghiêm chúng hội vân vân kia đều chẳng phải là đối tượng nhận thức nhãn căn của cõi này. Vì sao? Vì Phật thâu thần lực, thì đối với cảnh xa xôi ấy không còn duyên để thấy. Bấy giờ Phật bảo cụ thọ Khánh Hỷ, ông còn thấy bất động như lai ứng tránh đẳng giác cùng cõi nước chúng hội trăng, Khánh Hỷ bạch. Con không còn thấy vì những cảnh ấy chẳng phải là đối tượng nhận thức của nhãn căn này. Phật bảo Khánh Hỷ, như các cảnh cõi Phật, chúng hội vân vân ấy chẳng phải là cảnh giới đối tượng nhận thức của nhãn căn ở cõi này, tất cả pháp cũng như thế, chẳng phải là cảnh đối tượng nhận thức của nhãn căn, pháp chẳng nhận thức pháp, pháp chẳng thấy pháp, pháp chẳng biết pháp.